trình được bảo trợ bởi Thẩm mỹ Hoài Anh Kali, chuyên phun thêu phun xăm thẩm mỹ 714-248-2725. Bác sĩ Nguyễn Nghị Luận 714-375-0333. Nhân quả tử vi định mệnh giáo sư Trí Đức 714-510-5451, 510-5451. Xin kính chào quý vị. Đại lý Tôi Sài Gòn TV chúng tôi hân hạnh trở lại với chương trình tử vi số mệnh hàng tuần ngày thứ sáu từ 2:30 đến 3:30. Kính thưa quý vị, chủ đề của chúng ta tuần trước nói về tử vi là một môn học như thế nào mà có thể nói được chính xác số mệnh của con người. Tuần này chúng ta có một chủ đề rất hấp dẫn, nói về vận thời của con người qua số mệnh tử vi. Kính thưa quý vị, chúng ta sống trên dân gian thường nghe rằng đời người thì có lúc lên lúc xuống. Có người rất giàu có ở thời vận ban đầu, nhưng sau đó đến giai đoạn của trung niên và hậu vận thì kinh tế vô cùng khó khăn. Hoặc là có những người mà thời gian ban đầu của cuộc đời rất ư là nghèo nàn, mãi cho đến trên 50 tuổi thì cuộc đời nó mới có sự tiến triển thăng trầm và thành công. Người ta thường nói rằng là cả lên người xuống là như vậy. Hoặc chúng ta thường nghe nói rằng là đất có tuần, dân có vận. Đời người là một chuỗi lên xuống, thăng trầm. Rất ít người mà ở mức độ đều đều bình đều để đi suốt cuộc đời. Đó là trường hợp rất là hiếm. Kính thưa quý vị, trong phần đầu chúng ta sẽ nói về vận thời của sự giàu có, công danh, phúc đức, tài lộc. Và phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói đến vận đầu đời của con người là vận còn trẻ, phải lo học hành, thi cử để bằng cấp. Đến vận kế tiếp, phần thứ ba của chương trình tử vi số mệnh, tôi sẽ nói về vấn đề vận đào hoa hồng hỷ, vận tình duyên, lập gia đình. Đến phần cuối cùng tôi sẽ trình bày đến vận mà người ta phải vào đến cái chỗ mà cơ thể yếu kém, vận chết. Có những lúc mà người ta bệnh sớm, chết sớm, và có những cái cơ thể bệnh rất ít và sống trường thọ. Trở lại với phần thứ nhất, chúng ta đang bàn về số phận vận thời của một người qua cái tài bạch, công danh, phúc đức. Thường thường khi vào một cái vận giàu có, chúng ta trong lá số tử vi có những sao lộc tồn, hóa lộc, tham lang, vũ khúc. Và nói chung là những bộ sao đó cần có những cái sao tốt, cần có bộ tứ hóa, hoặc là có bộ tam minh đi theo, hoặc là có mã khốc khách và những cái bàn tinh hợp với cái bản mệnh, thì có thể xem được là vận đó, người đó sẽ giàu có, thành công. Nhất là nhìn kỹ vào cung phúc đức, vì tài cung nó sẽ chiếu vào cung phúc đức. Rồi kế đến là đường công danh nó phải phát triển, trí tuệ minh mẫn, có thể xác định được chúng ta một cái sự giàu có. Và hết cái sự vận giàu có đó rồi, thì hết những cái bộ sao mà qua cái đại vận kế tiếp, vào những cái đại vận kế tiếp mà chúng ta không có những sao lộc, sao tiền, sao bạc, thì chúng ta sẽ không có làm được gì hết. Bản thân đây, chứ Đức tôi đã xem rất nhiều lá số. Có những người ở vận từ 30 tới 40 tuổi, cực kỳ thành công. Lúc bây giờ kinh nghiệm chưa có, tiền tài chưa có, sự nghiệp chưa đạt được, nhưng chỉ sau 10 năm là vô cùng thành công, bởi vì đại vận nó có những cái sao vô cùng tốt.
Thế nhưng qua đoạn vận kế tiếp thì tôi nói rằng đoạn vận kế tiếp là cái vận phải đi xuống sẽ không thành công, có thể phải trắng tay, phải cẩn thận vô cùng. Nhưng thừa thắng xông lên, những người ta đang thắng không bao giờ ta nghĩ rằng là ta sẽ thua hết. Và quả thật, đại vận kế tiếp sau 10 năm, người ta hoàn toàn trở về với con số 0. Là bởi vì sao? Là bởi vì không có những cái trợ tinh, những cái sao tốt, vận trời không đưa đến những cơ hội may mắn để thành công. Mà sự thật, cái người giàu có đó trong 10 năm trước là một người thiếu kinh nghiệm trong cái môi trường kinh doanh của mình, không có đủ vốn, không có đủ tiền bạc và không có kinh nghiệm để vào trường đời. Tuy nhiên, lần này người này đang là một người có tiền bạc, có đầy kinh nghiệm. Và tại sao lại thất bại? Đó là ý nghĩa của vận thời là như vậy. Cho nên quý vị phải luôn luôn cẩn trọng, bỏ tiền ra đi buôn đi bán một thời gian. Chúng ta có tiền hoặc là tiết kiệm một thời gian lớn, có một số tiền dự định mở ra làm ăn buôn bán, quý vị phải cẩn trọng kiểm tra lại đây có phải là thời vận để kiếm tiền kiếm bạc hay không, hay là có thời vận chúng ta đã dành được mười mấy 20 năm một số tiền, bây giờ mở một cửa hàng sau đó trắng tay. Đó là cái sự quý báu khi một người biết nhìn vào thời vận của mình để mà xử thế, ứng thế cho thành công. Phần thứ nhất nói về tiền bạc, phúc đức, công danh, tài lộc. Tôi xin phép chuyển vào phần giảng giải La Sô Tử Vi. Alo, tôi nghe đây, xin cho biết năm tháng ngày giờ sanh ạ. À. Xin cho biết năm tháng ngày giờ sanh ạ. À. Alo. Hello. À, cho biết năm tháng ngày giờ sanh dương lịch nhé. Ngày 28 tháng 11 tháng ngày 17. 28 tháng 11 năm 1967. Sanh lúc mấy giờ, ở đâu? Dạ, 7 giờ tối. Ở Việt Nam, Sài Gòn. Rồi, tôi xin nói về số mệnh cuộc đời của người này như sau. Đây là một người nữ có mệnh cơ nguyệt đồng lương, có hóa khoa và trùng lập tồn, có hóa quyền, hóa lộc nữa. Đây cho biết là một người có đầu óc học hành, có đầu óc thương mại, là một người sang trọng, có sự tiến thân rất lớn. Và bởi vì mệnh có không, thân có kiếp, là xác định một cuộc đời đầy sóng gió, đầy cực khổ cho cái bản thân của mình. Lá số này lấy chồng tốt đẹp, cuộc đời tương đối thành công. Chỉ khi nào đến giai đoạn cuối của cuộc đời, đó là từ giai đoạn 60 tuổi trở lên, thì đó là cái giai đoạn sẽ đi vào bệnh tật và thất bại. Cẩn trọng đến sức khỏe, chúc may mắn. Xin cho biết năm tháng ngày giờ của người kế tiếp ạ. Alo. Xin bà, đặt câu hỏi được không anh? Bà cho biết năm tháng ngày giờ năm dương lịch ngày mấy, tháng mấy, năm mấy? 12 tháng giêng năm 18. Ngày 12 tháng giêng năm 1958, và bà sinh lúc mấy giờ? 1958. Sinh lúc mấy giờ, ở đâu? 1 giờ sinh tại Sài Gòn ạ. 1 giờ sáng hay 1 giờ trưa? 1 giờ sáng hay 1 giờ trưa? 1 giờ ạ. 1 giờ, dạ. 1 giờ đêm hay là 1 giờ 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 1 giờ sáng ạ. 1 giờ sáng, rồi nha. Sáng. Giờ sáng. Tức là 1 giờ 12 giờ sáng đêm á. Lắng nghe tử vi của bà đây, ngày 12 tháng 1 năm 1958 dương lịch, sinh vào 1 giờ sáng, tôi gọi là giờ Tý. Lá số này là một người nữ có mệnh liêm tướng. Đây là người nữ tính tình rất là cương trực, con người đâu đó đàng hoàng. Và cái hành xử thì là đi vào đời là cái người chất phác đàng hoàng thôi. Thế nhưng người này đẹp và có nhiều cái người yêu thích của mình,
có nhiều may mắn đến cuộc đời của mình, nhưng mà cuộc đời nó đổi thay nhiều cách lắm. Người này chỉ phàm duy nhất một điều đáng ghi chú, đó là sau này là gia đình phải ly dị, phải có một lần ly dị. Và cuộc đời của người này thì nói chung là đầy sóng gió, đầy chông gai, lúc chống không, lúc tạo cơ nghiệp. Rồi cuối cuộc đời của người này thì là giai đoạn bắt đầu từ 62 trở đi, cũng còn nhiều sóng gió tình cảm lắm. Phải từ bắt đầu từ 67, 68 thì cuộc đời có hót hoa, nó mới yên bình cho đời sống này được nhá. Đây là một người được cái phúc của gia đình là bố mẹ không kiếp, ngộ hóa kỳ thiên mã, chỉ gia đình là một gia đình giỏi và đầy sóng gió, cho nên mình ăn cái nghiệp như thế. Chúc bà hiểu được số, chúc bà suy nghĩ kỹ lại và nhiều may mắn trong trần gian. Kính thưa quý vị, chúng ta vào phần quảng cáo thương mại của đài. Xin quý vị giữ yên trên máy, chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát. Xin kính chào quý vị.